Một bộ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Phía sau cánh cửa. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một hình phạt rất kỳ lạ. Những ai làm nhà vua tức giận đều bị đem ra pháp trường. Nơi đó có hai cánh cửa, phạm nhân phải chọn một trong hai cánh cửa đó, bước đến và mở ra. Đằng sau một trong hai cánh cửa đó là một con hổ đói. Nếu mở trúng cánh cửa đó, phạm nhân sẽ bị xé xác ngay lập tức và chết thê thảm. Cánh cửa còn lại có một cô gái xinh đẹp đang đứng. Nếu chọn cánh cửa đó, chàng trai, nếu phạm nhân là nam, sẽ được kết hôn với cô gái trong sự hân hoan chúc mừng của nhà vua và những người ở pháp trường. Câu chuyện xảy ra khi cô công chúa duy nhất của nhà vua và chàng lính ngự lâm đem lòng yêu nhau. Nhà vua phát hiện và chàng trai bị mang ra pháp trường. Tại pháp trường, với đông người xung quanh, có cả công chúa và nhà vua, chàng trai được dắt ra, anh cúi chào đức vua và quay sang công chúa. Bỗng nhiên công chúa khẽ giơ ngón tay phải của mình lên, chỉ về hướng bên phải của cánh cửa. Chàng lính ngự lâm bước đi về phía mà công chúa đã chỉ. Anh tin tưởng ở công chúa bởi chắc chắn công chúa đã dò hỏi được đằng sau mọi cánh cửa là gì. Một bên là con hổ đói và người yêu của công chúa sẽ chết thảm khốc ngay trước mặt nàng nếu mở cánh cửa ấy. Bên kia là cô gái hầu đẹp nhất trong cung, người mà công chúa biết chắc đã có tình cảm với chàng trai yêu dấu của nàng. Nếu thoát chết, chàng trai sẽ làm đám cưới với cô gái ấy. Họ sẽ hạnh phúc vì một người vừa thoát chết lại lấy được cô gái xinh đẹp và tài hoa, một người thì lấy được chàng trai trong mơ. Dân chúng sẽ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc, chỉ mỗi công chúa là đau khổ. Chàng trai bước tới cánh cửa và đặt tay lên tay nắm. Anh ta mở ra, và rồi sau cánh cửa ấy xuất hiện. Theo bạn sẽ là gì? Con hổ hay cô gái? Công chúa sẽ vĩnh biệt tình yêu của mình theo cách nào? Theo tôi, công chúa sẽ hy sinh, chấp nhận để người yêu của mình lấy cô gái khác làm vợ. Tình yêu khiến người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu, và chắc chắn công chúa cũng không ngoại lệ. Nhưng chàng trai, nếu thật lòng yêu công chúa thì sẽ không nỡ để công chúa đau khổ một mình. Chàng sẽ từ chối lấy cô gái kia, như vậy mới xứng đáng với tình yêu mà công chúa dành cho chàng. Có lẽ chàng trai vẫn không được phép lấy công chúa, nhưng đó lại là chuyện khác. Câu chuyện này chỉ dừng lại ở quyết định của công chúa mà thôi. Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Trời, vua trên muôn vua, đã bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại qua việc sai con Ngài đến thế gian để chịu chết thay cho chúng ta. Cầu gốc suy gẫm. Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân, thì Chúa cứu thế đã chết thay cho chúng ta. Sô-ma đoạn 5 câu 8. Muốn thật hết lòng.